Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thảm cảnh của người dân Yemen trong cuộc nội chiến. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong. Hôm nay, Hội Thánh mừng lễ dâng Chúa trong đền thánh, lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 2, từ câu 22 đến câu 40. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-xê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Jerusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong lề luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa, và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và đây, ở Jerusalem, có một người tên là Simeon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm an ủi của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ Giêsu đưa người đến để thi hành cho người những tục lệ của lề luật. Ông bồng người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: lạy Chúa, giờ đây Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán, vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Cha mẹ người đều kinh ngạc về những điều đã nói về người. Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ người rằng: đây trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ. Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Ase, đã cao niên, mãn thời trinh nữ. Bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilea, về thành mình là Nazareth, và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan,
và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay Đức Maria và Thánh Giuse đem Chúa Giêsu dâng trong đền thờ Jerusalem theo luật Do Thái. Mọi con trai đầu lòng phải được tiến dâng cho Thiên Chúa. Trong các chương đầu sách Tin Mừng của mình, Thánh sử Luca mô tả cha mẹ của Chúa Giêsu tuân theo luật Do Thái một cách trung thành. Bằng cách này, Thánh sử Luca muốn nhấn mạnh rằng Kitô giáo có nguồn gốc sâu xa nơi đức tin người Do Thái. Trong Cựu Ước, đặc biệt là trong sách ngôn sứ Isaiah, dân Do Thái được Thiên Chúa kêu gọi trở thành dân riêng để đóng vai trò trở nên ánh sáng cho dân ngoại và tỏ lộ ánh sáng của Thiên Chúa cho thế giới. Trong Tin Mừng hôm nay, cụ già Simeon, một người Do Thái mộ đạo, nhận ra hài nhi Giêsu chính là người sẽ thể hiện hoàn hảo vai trò và ơn gọi này của Israel. Ngài chính là ánh sáng soi đường cho người ngoại giáo, và khi trung tín với vai trò này, Ngài sẽ đem lại vinh quang cho Israel. Cụ già Simeon đã khát khao suốt cả một đời để hướng về niềm an ủi của Israel, về ơn cứu độ của nhân loại. Khi Đức Maria và Thánh Giuse bồng con trẻ bước vào đền thờ, những khát mong và hy vọng ấy của cụ già Simeon đã được hiện thực. Vì thế, người ta nói rằng cụ già Simeon đã trở thành vị thánh bảo trợ cho những người tìm thấy ý nghĩa cùng đích của cuộc đời họ, đến nỗi họ có thể buông bỏ mọi sự mà vâng phục Thiên Chúa. Lời chúc tụng "Giờ đây muôn lạy Chúa" của cụ già Simeon đã trở thành một phần kinh nguyện trong giờ kinh tối của giáo hội. Giống như cụ già Simeon, chúng ta cũng nhìn nhận Chúa Giêsu là ánh sáng soi đường cho chúng ta và là vinh quang của chúng ta. Chúng ta thắp nến đã được làm phép trong ngày hôm nay như là dấu chỉ của niềm vui, khi chúng ta khám phá ra Chúa Giêsu chính là ánh sáng của thế giới. Thật vậy, mỗi khi chúng ta thắp một ngọn nến ở nhà thờ hay ở nhà, chúng ta xác tín rằng Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian, và chúng ta cũng rất cần ánh sáng của Ngài để hướng dẫn cuộc đời chúng ta, nhất là những lúc chúng ta phải chiến đấu với bóng đêm tội lỗi và những thử thách khác trong cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa, ánh sáng Chúa đã đến thế gian, nhưng chúng con lại chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Xin cho chúng con biết quay trở về với ánh sáng tình yêu và chân lý của Chúa, hướng về ánh sáng rực rỡ của Chúa Giêsu phục sinh, theo mẫu gương của cụ già Simeon và bà Anna. Amen. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Cebu, Philippines.
Hội nghị về vấn đề đào tạo linh mục tương lai ở Philippines. Đức Tổng giám mục George Carlos Petron Wong, Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ, đã giải thích mục đích chính của Hội nghị Toàn quốc các nhà huấn luyện chúng sinh, được tổ chức trong những ngày cuối tháng Giêng vừa qua tại thành phố Cebu, Philippines, là nhằm đào sâu việc đào tạo cho các chúng sinh, làm sao có một hiệu quả trong công việc truyền giáo. Ngài nói, chúng tôi muốn các linh mục tương lai lãnh hội sự đào tạo một cách toàn bộ, không chỉ ở mặt tri thức hàn lâm, nhưng còn ở những chiều kích khác, như chiều kích con người và tinh thần. Các linh mục là tương lai của giáo hội và của đất nước. Chúng tôi mong muốn điều tốt nhất cho họ, bởi vì họ chính là những người sẽ nhân rộng các ân huệ của Thiên Chúa. Có ít nhất 400 giáo sư đến từ khắp các nơi trong đất nước. Cũng có các giáo sư đến từ Singapore và Malaysia. Tất cả tham dự sự kiện này để đào sâu văn bản hướng dẫn mới của Tòa Thánh, được công bố vào ngày 18 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo sĩ là Hồng Ân ơn gọi linh mục. Những thách thức mới đến từ xã hội hiện đại đòi hỏi phải có sự thích nghi cho việc chuẩn bị linh mục tương lai. Đây là một giai đoạn rất quan trọng mà Đức Thánh Cha Francisco rất mong muốn nơi đời sống linh mục. Đức Tổng giám mục Petron Wong nói rằng, Đức Thánh Cha hy vọng trong sự tiến triển ơn gọi linh mục, Ngài muốn có những linh mục là những vị mục tử được đào tạo có lòng nhân hậu và có tâm hồn của Chúa Giê-xu. Theo báo cáo của thông tấn Asia News, tại cuộc gặp gỡ ở thành phố Cebu, thủ phủ của vùng Visayas, có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Gabriele Giordano Garcia, sứ thần tòa thánh ở Philippines, Đức giám mục Gerardo Alminaza của Đại chủng viện San Carlos, Chủ tịch Ủy ban các chủng viện của Hội đồng giám mục Philippines, Đức Tổng giám mục Jose Palma của Cebu, Đức Tổng giám mục Romulo Vanles của Davao, Chủ tịch Hội đồng giám mục, cũng như Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, người tham dự ở những buổi làm việc cuối cùng của hội nghị. Đức giám mục Alminaza đã nói rằng, các giáo sư cố gắng tìm ra trong một cách thức đặc biệt để trình bày một bản dự thảo bàn luận về việc làm thế nào để có thể cập nhật việc đào tạo. Sự quan tâm của chúng tôi là chuẩn bị các linh mục tương lai. Ngài nói, như các môn đệ của Chúa, chúng ta không bao giờ ngừng học hỏi. Chúng ta phải vung xới và trao dồi tối đa hồng ân ơn gọi linh mục. Hội nghị phải xác định cụ thể và cùng nhau suy nghĩ để đưa ra một cách thức phù hợp và có thể áp dụng ở Philippines. Bởi vậy, tôi mong muốn sau đại hội này có một tài liệu quan trọng có thể trở thành phần không thể tách rời trong việc hội nhập văn hóa cho những chỉ dẫn về đào tạo ơn gọi linh mục. Mục đích là để chia sẻ tình hình thực tế của đất nước, học hỏi những chỉ dẫn mới. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện để cho cuộc gặp gỡ này không là một sự vô ích, nhưng mang đến một sự canh tân cho xã hội. Tin Washington, Hoa Kỳ. Bản điều tra, tại sao người trẻ rời bỏ giáo hội? Trong tuần vừa qua, nhà xuất bản Đức Maria và Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Hoạt động Tông đồ của Đại học Georgetown, viết tắt là CARA, đã công bố một cuộc điều tra về vấn đề tại sao một số người trẻ rời bỏ giáo hội. Theo kết quả cuộc điều tra được thực hiện với 214 người trẻ cựu công giáo, độ tuổi trung bình của người trẻ rời bỏ giáo hội là 13. 74% số người được phỏng vấn cho biết họ rời bỏ giáo hội trong độ tuổi từ 10 đến 20. John Vitek, chủ tịch và giám đốc điều hành của nhà xuất bản Đức Maria, nói với hãng tin công giáo CNA rằng những người trẻ cho biết họ đã bắt đầu đặt câu hỏi và những nghi ngờ về công giáo
ngay từ khi học lớp 5. Có những người còn sớm hơn nữa. Nhiều người trẻ cũng cho biết họ không bao giờ nói về những nghi ngờ hay đặt câu hỏi với cha mẹ của họ hay những vị lãnh đạo giáo hội. Nhiều người trẻ cựu công giáo được phỏng vấn hiện nay xếp họ vào loại không theo tôn giáo nào hay không có liên kết tôn giáo. 35% nói rằng họ không còn có liên lạc tôn giáo, và chỉ 14% xếp họ vào loại vô thần hay bất khả tri. Kết quả này phù hợp với kết quả cuộc điều tra của Trung tâm Pew. Theo đó, loại không theo tôn giáo nào đang gia tăng tại Hoa Kỳ. Thêm vào đó, 21% người trẻ cựu công giáo trả lời rằng họ hiện đang được sinh lại hay là tín hữu tin lành. Dù là số người trẻ cựu công giáo xưng mình là không tôn giáo chiếm phần lớn, nhưng theo ông Vitek, phần lớn người trẻ đã đi khai với giáo hội công giáo vẫn tin vào Thiên Chúa, và phần đông vẫn ao ước một loại cộng đồng tôn giáo nào đó mà họ có thể gắn kết. Theo lời kể của các người trẻ cựu công giáo, các nhà điều tra của CARA xác định 3 mẫu ly khai giáo hội là người bị tổn thương, người bị lôi cuốn, là người bất đồng chính kiến. Một điều đáng chú ý là theo kết quả điều tra, chỉ có 2% rời bỏ giáo hội với lý do liên quan đến các linh mục lạm dụng tính dục trẻ em. Theo ông Vitek, ba loại hình này có liên quan với nhau. Đầu tiên, một người trẻ có thể có kinh nghiệm thất vọng, làm cho họ bị tổn thương. Rồi, sự đổ vỡ này khiến họ đặt vấn đề và nghi ngờ về đức tin. Và nếu những nghi ngờ không được giải đáp, sẽ kéo họ xa lìa giáo hội. Ông Vitek nhận định rằng, điều giáo hội có thể làm để ngăn người trẻ chối từ đức tin của họ là cần tạo một nơi mà người trẻ có thể tranh đấu với các vấn đề đức tin, kể cả những nghi ngờ. Ông nói, chúng tôi nhận ra rằng người trẻ muốn nói về đức tin của họ, nhưng họ không chắc chắn nếu họ có thể nói mà không bị xét đoán. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, từ 2 năm qua, Yemen đã rơi vào cuộc nội chiến đẫm máu giữa phiến quân Houthi và quân đội chính phủ, khiến cho hơn 16.000 người chết, 40.000 người bị thương và hơn 3,1 triệu người phải tản cư tránh bom đạn, đói khát và bệnh tật, nhất là bệnh dịch tả. Tổ chức OMS cho biết hiện có khoảng nửa triệu trường hợp lây bệnh dịch tả và nạn đói đang đe dọa trầm trọng 7 triệu dân, trong đó có hơn 2 triệu trẻ em thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Để hiểu lý do cuộc nội chiến sâu xé Yemen hiện nay, cần phải ngược về quá khứ. Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20, Yemen là phần của đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ. Cả khi giới lãnh đạo các vùng nội địa thuộc hệ phái Yazidis là một nhánh khác của hệ phái Shi'ít. Năm 1918, Bắc Yemen được độc lập. Vào năm 1967, trở thành Cộng hòa Ả Rập Yemen. Trái lại, Aden đã bị Anh quốc kiểm soát từ năm 1839 và được độc lập năm 1967. Trong 30 năm, hai vùng bị tách rời nhau, miền Bắc do ông Ali Abdullah Saleh cai trị, miền Nam trái lại liên minh với Liên Xô. Sau khi khối Đông Âu sụp đổ, Yemen được thống nhất năm 1990 và do Tổng thống Saleh cai trị. Nhưng năm 2012, giữa mùa xuân, Ả Rập cuốn hút nhiều nước Ả Rập Hồi giáo. Ông đã phải nhường quyền cho Phó Tổng thống Abdulaziz Mansour Hadi với nhiệm vụ hướng dẫn đất nước trong 2 năm cho tới các cuộc bầu cử mới. Tuy nhiên, ông Hadi đã lơ là với các thành phần Shi'ít, khiến cho họ bất mãn. Vì lo sợ các cuộc bầu cử có thể là một ảo ảnh và khiến cho Tổng thống Hadi kéo dài quyền bính thêm nhiều năm nữa. Nên vào tháng 2 năm 2015, Shi'ít vũ trang Houthi phát xuất từ miền Bắc tiến chiếm thủ đô Sa'ana. Một tháng sau, ông Hadi phải từ chức
và trốn chạy về thành phố Aden ở miền Nam, là thành phố nơi ông đã sinh trưởng, đồng thời là pháo đài tại miền Nam Yemen. Nhưng trên đài truyền hình, ông đã từ chối mình từ chức và lên án cuộc đảo chính. Thế là Yemen bị chia đôi. Miền Bắc với người Shi'i, chính quyền của ông Saleh có thủ đô là Sa'ana, và miền Nam có thủ đô là Aden, nơi ông Hadi là tổng thống duy nhất được Tây Phương và Liên Hiệp Quốc thừa nhận. Ngày 25 tháng Giêng, để chặn đứng sức tiến quân của người Houthi ủng hộ ông Saleh và đưa ông Hadi trở lại nắm quyền, Ả Rập Xê Út đã can thiệp với hàng nghìn binh sĩ và 100 máy bay chiến đấu. Trong khi Hoa Kỳ cung cấp tình báo và yểm trợ phối hợp cơ cấu, ông Hadi ban đầu trốn sang Riyadh, nhưng sau đó trở về Aden. Vào tháng 3 năm 2015, chính quyền Riyadh thành lập Liên minh Ả Rập, gồm các quốc gia Sunni, bao gồm cả Maroc, Ai Cập, Sudan, Jordania, Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait, Bahrain và Qatar. Lý do vì Ả Rập Xê Út lo sợ Iran muốn thành lập một đội quân chiến đấu như đã làm bên Liban, Iraq và Syria. Liên minh Ả Rập bắt đầu các cuộc dội bom hàng loạt liên tục tại miền Bắc, nơi có các đoàn quân Houthi Shi'ite chiếm đóng và được Iran yểm trợ. Tình trạng bao vây liên tục này đã khiến cho liên minh giữa các lực lượng Houthi và nguyên tổng thống Saleh trở thành lỏng lẻo, và khiến cho ông Saleh tìm cách trốn ra nước ngoài. Nhưng ông đã bị các đồng minh Houthi bắt và giết chết. Ủy ban quốc tế của Tổ chức Hồng Thập Tự cho biết hiện tại Yemen đã có hơn 2.200 người chết vì dịch tả và có tới 1 triệu người bị lây bệnh. Đây là một bệnh dịch trầm trọng nhất trên thế giới. Ngoài ra, 80% dân thiếu thực phẩm, xăng dầu, nước uống và các dịch vụ y tế tối thiểu. Việc Ả Rập Saudi cấm vận không cho mở hành lang nhân đạo cứu trợ người dân Yemen từ đầu tháng 11 năm 2017 đã khiến cho tình hình tồi tệ thêm. Hồi tháng 6, chỉ nội trong một tuần đã có tới 50.000 trường hợp lây bệnh trong 22 trên 23 tỉnh Yemen. Tổ chức OMS báo động rằng vào tháng 3 năm 2018, khi mùa mưa bắt đầu, bệnh dịch sẽ lan nhanh hơn nữa. Vì thế, cần phải áp lực làm sao để chính quyền Ả Rập Saudi cho phép mở hành lang nhân đạo để tiếp tế lương thực và thuốc men cho dân chúng. Bác sĩ Mark Potin, phối hợp viên của Tổ chức Các Bác sĩ Không Biên Giới cho biết, vi khuẩn dịch tả tại Yemen rất khỏe, có sức kháng cự và sống sót trong nước trong một thời gian rất lâu, và có thể lây lan khá nhanh khi tình hình thuận tiện hơn. Tổ chức UNICEF cũng báo động tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại Yemen. Việc cấm nhập cảng xăng dầu khiến cho Yemen thiếu nhu yếu phẩm, vật giá leo thang, thiếu nước trong lành để uống và khiến cho 3 triệu người, trong đó phần nửa là trẻ em, có nguy cơ bị chết vì thiếu dinh dưỡng và các chăm sóc y tế tối thiểu. Trong 2 triệu trường hợp bị tiêu chảy và thổ tả có hơn 250.000 trẻ em dưới 5 tuổi, có gần 600 trẻ em bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng đang chống chọi với cái chết. Ngày 20 tháng 12 vừa qua, một chiếc máy bay của UNICEF đã đổ xuống sân bay Sa'ana, mang theo 9 triệu mũi thuốc chích ngừa dịch tả cho trẻ em và người lớn. Sau 1.000 ngày kể từ khi chiến tranh bùng nổ, Yemen đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo tệ hại nhất trên thế giới. Tổ chức UNICEF tái kêu gọi các phe lâm chiến cho phép mở một hành lang nhân đạo trên toàn nước, mở các hải cảng và sân bay, để cho việc vận chuyển các đồ cứu trợ có thể tới dễ dàng với dân chúng, đặc biệt để cứu sống các trẻ em là tương lai của đất nước này. Đã có hàng ngàn trẻ em bị chết vì thiếu dinh dưỡng và bị các bệnh có thể thấy trước và chữa được như bệnh thổ tả. Hiện có 4,5 triệu trẻ em và phụ nữ mang thai hay đang nuôi con bị thiếu dinh dưỡng. Cũng có hàng ngàn trẻ em bị thương tích tàn tật vì bom đạn rơi trên nhà cửa, trường học của các em. Cho tới nay, đã có 15.000 vụ không tập bỏ bom và oanh kích các thành phố. 92% các người bị thương là thường dân, trong đó có nhiều trẻ em. Ông Tameh Kikrolos, giám đốc tổ chức cứu trẻ em tại Yemen, nhận định rằng, đứng trước nỗi khổ đau to lớn này của người dân Yemen, sự bất đồng của cộng đồng quốc tế hay sự bất lực không chấm dứt được nỗi khổ đau của các trẻ em, thật là điều nhục nhã đáng xấu hổ.
Nếu chiến tranh tiếp diễn sẽ có 50.000 trẻ em bị chết. Chúng tôi đã trông thấy các thường dân bị giết, các trường học và nhà thương bị bỏ bom, và các dịch vụ chăm sóc y tế bị hạn chế. Mỗi ngày có hàng trăm bà mẹ khóc con bị chết. Những cái chết này vô lý không thể hiểu được, trong khi có nhiều thùng lương thực và thuốc men cho các trẻ em bị chặn ở Aden vì các đường giao thông bị đóng. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về ba nhân đức đối thần là đức tin, đức cậy và đức mến. Đây là ba nhân đức hướng chúng ta trực tiếp đến Thiên Chúa vì Ngài là chân lý và sự thiện tuyệt đối. Bài hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến tội lỗi và lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngày nay, con người thường muốn quên đi quan niệm về tội lỗi. Họ cho rằng tội lỗi là điều không có thật. Con người ta chỉ vi phạm những luật lệ, quy ước của xã hội mà thôi. Ngoài ra, không có gì có thể khiến con người phải băn khoăn lo lắng. Quan niệm này bắt nguồn từ điều mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai nói là sự mất cảm thức về tội lỗi. Khi người ta đánh mất cảm thức về tội lỗi, thì cùng lúc họ cũng loại dần Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống mình. Không cần đến lòng thương xót, không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng thực tế là, con người đã phạm tội và phải cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Các sách tin mừng ghi lại mặc khải của Thiên Chúa được thực hiện nơi Đức Giê-xu về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân. Ngay từ khi truyền tin cho ông Giuse, thiên thần đã loan báo rằng ông phải đặt tên con trẻ là Giê-xu vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi. Cũng vậy, khi đề cập đến bí tích thánh thể, Đức Giê-xu đã nói đây là mình thầy và máu thầy, máu giao ước mới sẽ đổ ra cho mọi người được tha tội. Thánh Augustino đã nói, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta không cần có chúng ta cộng tác. Nhưng người đã không muốn cứu độ chúng ta mà không muốn có chúng ta góp phần. Để đón nhận lòng thương xót của người, chúng ta cần phải thú nhận tội lỗi. Thánh Gioan Tông Đồ nói, nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, thì chúng ta tự lừa dối chính mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi mình, thì Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta, và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Tuy nhiên, Thánh Phaolô quả quyết, ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Thiên Chúa ban ân sủng để vạch trần tội lỗi nhằm hoán cải lòng con người và làm cho con người nên công chính để được sống đời đời nhờ Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta. Như vị bác sĩ xem xét vết thương và băng bó, Thiên Chúa cũng dùng lời và Thánh Thần để giúp chúng ta thấy rõ tội lỗi, nhờ đó chúng ta một lòng ăn năn. Hoán cải đòi hỏi tội nhân phải ý thức rõ về tội lỗi của mình. Do đó, hoán cải bao hàm một phán quyết từ bên trong của lương tâm. Phán quyết này là bằng chứng Thánh Thần chân lý hoạt động trong tâm hồn con người, và cũng là khởi điểm để Thiên Chúa ban lại ân sủng và tình yêu.
Vậy tội lỗi là gì? Tội là lỗi phạm đến lý trí, chân lý và lương tâm ngay chính. Tội là thiếu tình yêu đích thực với Thiên Chúa và tha nhân, vì quyến luyến lệch lạc với thụ tạo. Tội làm tổn thương bản tính con người và vi phạm đến tình liên đới giữa nhân loại. Vì thế, Thánh Thomas Aquino đã định nghĩa tội như sau. Tội là một lời nói, một hành vi, một ước muốn trái với lề luật vĩnh cửu. Tội là xúc phạm đến Thiên Chúa như lời Thánh Vịnh nói. Con đã xúc phạm đến Chúa, đến một mình Chúa dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Tội là chống lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và khiến lòng chúng ta xa lánh Ngài. Tội nguyên thủy là một sự bất tuân, một sự nổi loạn chống Thiên Chúa, muốn trở nên như những vị thần, biết và quyết định điều thiện, điều ác. Hay nói như Thánh Augustino thì, tội là yêu mình đến mức khinh thị Thiên Chúa. Vì kiêu căng, tự cao, tự đại, tội hoàn toàn trái ngược với thái độ vâng phục của Đức Giê-xu, đấng đã thực hiện ơn cứu độ. Có rất nhiều các thứ tội khác nhau. Kinh Thánh nhiều lần liệt kê các thứ tội. Thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Galat đã đưa ra một sự đối nghịch giữa các công việc của xác thịt với hoa trái của Thánh Thần. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho anh em, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa đâu. Chúng ta cũng có thể phân biệt tội lỗi theo đối tượng hoặc theo các nhân đức mà chúng đối nghịch cách thái quá hay bất cập, hoặc theo các điều răn mà chúng vi phạm. Cũng có thể phân loại tội lỗi dựa theo tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân hoặc với chính bản thân mình. Đức Giê-xu nói, tự lòng con người phát xuất những ý định gian tà, tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống, đó là những thứ làm cho con người ra ô uế. Nhưng trong lòng con người cũng còn có đức mến, là nguồn gốc của các việc lành và thanh sạch, dù đức mến cũng có thể bị tội lỗi làm tổn thương. Quý vị và các bạn thân mến, nói tóm lại, tội lỗi là một lời nói, một hành vi hoặc ước muốn trái với lề luật của Thiên Chúa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc xúc phạm đến Ngài. Tội cũng là một hành vi nghịch với lý trí tự nhiên, làm tổn thương bản tính con người và vi phạm đến tình liên đới giữa con người với nhau. Nguồn gốc của mọi tội lỗi phát xuất từ lòng con người. Các loại tội và mức độ nghiêm trọng được xem xét chủ yếu dựa theo đối tượng của tội, nghĩa là theo bản chất của các hành vi phạm tội. Thông thường, chúng ta thường xem xét tội lỗi theo mức độ vi phạm các điều răn, và vì thế, khi xét mình xưng tội, cách dễ dàng nhất là xét theo 10 điều răn của Thiên Chúa. Tuy nhiên, dù tội lỗi có trầm trọng đến mức nào, chúng ta hãy nhớ rằng, ở đâu tội lỗi ngập tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Thiên Chúa đã ban ân sủng để xóa sạch tội lỗi và làm cho chúng ta được nên công chính, miễn là chúng ta thành tâm tìm kiếm và kêu xin lòng thương xót của Ngài. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về mức độ nặng nhẹ của tội lỗi. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
rơi quay cuồng. Con bóng thấy mình lẻ loi, quanh con bóng đêm dập dình, muốn tìm dập tắt tin vui. Rồi người gọi con thức giấc, quên hết yêu tư lo buồn, đón lấy cây thập tử người. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho Hô-sê qua kinh nghiệm hôn nhân của ông. Và ông rao giảng tình yêu đó không chỉ bằng lời nói mà bằng chính cuộc đời của ông nữa. Hôm nay, Đức Cha Phê-rô sẽ cho chúng ta thấy một điểm đặc biệt nữa trong sách ngôn sứ Hô-sê. Đó là ngôn sứ Hô-sê dùng hình ảnh hôn nhân của mình để diễn tả giao ước giữa Thiên Chúa với dân của người. Tiếp theo cũng về kinh nghiệm hôn nhân, tôi muốn gợi ý với các anh chị là khi Ô-sê dùng cái hình ảnh hôn nhân để mà diễn tả về giao ước giữa Thiên Chúa với dân của người, đây là một điểm rất độc đáo. Thế chúng ta đã học sách Xuất Hành rồi, đã biết là dân Israel khi được ra khỏi đất Ai Cập, họ trải qua một hành trình lâu năm trong sa mạc, rồi họ được ký kết giao ước với Thiên Chúa. Và Mô-sê trình bày cái giao ước đó, nó nặng tính chất lề luật, phải không? Đó, tức là có những điều khoản giao ước mà các ngươi phải tuân giữ là thế này, nó mang nặng tính lề luật. Thế còn ngôn sứ Ô-sê thì Ngài diễn tả cái giao ước giữa Thiên Chúa và dân đó không phải mang tính lề luật, mà Ngài dùng hình ảnh của giao ước hôn nhân. Thế cho nên khi ta mở chương 2 từ câu 21 đến câu 22, các anh chị sẽ gặp những lời tuyệt vời của Chúa. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Đức Chúa. Đấy, giao ước không còn mang tính lề luật nữa, mà Ô-sê diễn tả đó là một hôn ước vĩnh cửu này, hôn ước, rồi hôn ước trong công minh, trong chính trực, trong ân tình và thương xót, hôn ước trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Đức Chúa. Cái từ biết này tôi đã phân tích một lần ở trong lớp này rồi, không phải biết bằng cái đầu mà là biết bằng con tim. Và kể cả cái động từ biết này, người ta dùng đó để diễn tả về cái hành vi thân mật nhất trong đời sống vợ chồng. Cho nên Đức Mẹ mới trả lời Thiên Sứ Gabriel, tôi không biết đến người nam. Làm sao mà chuyện đó xảy ra được? Vì tôi không biết đến người nam. Thì sẽ biết Đức Chúa, đi vào trong một mối quan hệ thâm sâu với Đức Chúa. Thành thử ra ở đây, ta thấy
là Ô-dê dùng cái hình ảnh hôn nhân để diễn tả về giao ước giữa Thiên Chúa và dân của người. Mà chính vì thế, hôn nhân mang một ý nghĩa và một giá trị rất đặc biệt. Đặc biệt bởi vì nó không chỉ ngưng ở ý nghĩa và giá trị tự nhiên. Nhưng mà Thánh Phaolô ở trong thư Ê-phê-sô sẽ nói rõ hơn cái câu này. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một xương thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Cái chuyện mà người đàn ông lìa cha mẹ, gắn bó với vợ và cả hai nên một, Thánh Phaolô nói mầu nhiệm này. Nên cái từ mầu nhiệm đã thấy một cái gì nó đặc biệt rồi. Đâu phải chỉ là chuyện mà, xin lỗi, ngày hôm nay chúng ta đôi khi phàm phu tục tử quá, cho nên chỉ nhìn đến cái chuyện xác thịt thôi. Và đây là mầu nhiệm này thật là cao cả. Và Thánh Phaolô nói thêm sao? Tôi muốn nói về Chúa Kitô và Hội Thánh. Rồi từ cái chỗ này các anh chị bắt đầu hiểu tại sao mà giáo hội công giáo chúng ta gọi hôn nhân là một bí tích. Định nghĩa bí tích là gì? Thì tôi vẫn nói rất đơn giản. Và không phải tôi nói đâu mà là trong truyền thống của Hội Thánh, từ thời Thánh Augustino vẫn nói cái từ tiếng Latin này. Signum efficax, dấu chỉ, hiệu nghiệm. Bí tích là một dấu chỉ. Vậy bí tích hôn phối là một dấu chỉ. Và dấu chỉ là cái gì mà giác quan của tôi có thể tiếp thu được? Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tay sờ mó được. Giác quan của tôi có thể tiếp thu được. Nhưng nó không ngưng ở đó, mà nó muốn diễn tả một thực tại vô hình nhưng hoàn toàn có thật. Một thực tại mà tôi không thấy nhưng mà hoàn toàn có thật. Dấu chỉ là như vậy. Thế thì khi mà chúng ta nói bí tích hôn nhân là một dấu chỉ, có nghĩa là bên ngoài cả nhà thờ nhìn thấy hai anh chị làm phép cưới, nhìn thấy rõ ràng. Một lát nữa lại còn nói bằng micro nữa, tôi tên gì, hứa nhận em tên gì, làm vợ. Người ta nghe. Nhưng mà nó không chỉ ngưng ở đấy, mà muốn diễn tả một thực tại vô hình. Cái thực tại đó chính là Chúa Kitô và Hội Thánh của Người. Mầu nhiệm nó nằm ở chỗ này. Và không chỉ là một dấu chỉ, nhưng còn là hiệu nghiệm nữa cơ. Có nghĩa là trong bí tích thì Thiên Chúa ban ơn để đôi vợ chồng có thể sống được cái ý nghĩa dấu chỉ này. Và thưa các anh chị, đây chính là nền tảng cho những đòi hỏi trong đời sống hôn nhân. Ví dụ như là cái chuyện một vợ một chồng, chúng ta cứ đứng ở trên bình diện tự nhiên mà cãi nhau thì cũng tốt thôi, đến nào cũng có lý do cả. Cái chuyện là được ly dị hay không được ly dị, chúng ta cứ đứng ở trên bình diện tự nhiên mà cãi nhau thì cũng tốt thôi, bên nào cũng có lý do. Nhưng thưa các anh chị, đối với người Công giáo, đối với người Kitô hữu đó, thì cái lý do sâu xa nhất nó không chỉ là những lý do trên bình diện tự nhiên, mà những lý do bắt nguồn từ chỗ này. Bởi vì bí tích hôn phối làm cho đôi vợ chồng Công giáo trở thành dấu chỉ, có nghĩa là diễn tả cái tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Cho nên vợ chồng Công giáo mới chung thủy với nhau đến trọn đời, như Chúa Kitô chung thủy với Hội Thánh, như Chúa Kitô tha thứ cho Hội Thánh, như Chúa Kitô chết cho Hội Thánh. Đấy mới là cái cội nguồn sâu xa nhất. Mà nhiều khi học giáo lý hôn nhân mình không quan tâm, mình cho nó là xa vời. Nhưng đấy là sự sống. Khi ngôn sứ Ô-dê dùng hình ảnh giao ước hôn nhân để diễn tả về cái giao ước giữa Thiên Chúa và con người,
thì Ngài đã mở đường cho chúng ta dần dần để hiểu ý nghĩa của bí tích hôn phối. Thỉnh thoảng học Thánh Kinh ấy, nhưng mà tôi gắn vào đó những cái khía cạnh về mặt thần học với giáo lý để các anh chị thấy đâu nó là cái nền. Không phải chỉ là những lề luật. Mình không thấy được cái nền thì chỉ bảo giáo hội công giáo khó quá, tại sao thế này, tại sao đòi thế kia. Bởi mình cũng thấy cái nền. Ngay cả đến đời sống độc thân linh mục, các anh chị có đưa đủ thứ lý lẽ về mặt tự nhiên mà nói với tôi rằng là sống độc thân là tốt, tôi vẫn cãi được như thường. Tôi nói thật đấy. Nhưng mà cái cội nguồn sâu xa của sự chọn lựa nó nằm ở chỗ khác đấy, chứ không phải là những cái lý lẽ về mặt tự nhiên. Ngay trong đời sống hôn nhân chúng ta cũng thế. Ấy cho nên nhân tiện đây là tôi muốn các anh chị quan tâm một chút. Điều thứ nhất là chính từ trong kinh nghiệm của đời sống hôn nhân mà mình có thể cảm nghiệm cái tình yêu của Chúa. Và thứ hai là cuộc sống hôn nhân của mình cao cả lắm, là bởi vì nó là dấu chỉ cho cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và loài người. Hình như là đối với một số anh chị em công giáo thì cái luật độc thân của linh mục nó nặng hơn là cái luật trung tín của vợ chồng hay sao ấy. Tôi có cảm giác vậy. Nhưng mà trong thực tế nhé, nói một cách rõ ràng về mặt thần học nhé, cái luật độc thân có nặng bằng cái luật một vợ một chồng trung tín trung thủy với nhau không? Không bằng. Bằng làm sao được? Bởi vì luật độc thân linh mục chỉ là luật của giáo hội. Thế còn cái luật vợ chồng mà trung thủy trung tín với nhau trọn đời, luật của ai vậy? Của Chúa đấy chứ. Luật của Chúa, cho nên giáo hội không thay đổi được. Nhưng mà có lẽ đi tu thì ít mà kết hôn thì nhiều, cho nên mình lại bảo cái gì nó ít thì nó quý. Chứ còn thực sự đó là cuộc sống hôn nhân có một ý nghĩa và giá trị đặc biệt, bởi vì là dấu chỉ cho cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và loài người, giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Và nó là cái cội nguồn làm nên ý nghĩa cũng như là lối sống của các đôi vợ chồng Kitô hữu. Tôi cứ nói đùa với các bạn trẻ mà học hôn phối, chuẩn bị lập gia đình. Tôi bảo nếu mà mình hiểu được cái điều này này, hiểu được cái cuộc sống hôn nhân của mình là dấu chỉ cho cuộc hôn nhân của Chúa Kitô và Hội Thánh, thì mình phải tự hỏi rằng, thế Chúa Kitô có tát Hội Thánh bao giờ không? Thế mà sao mình cứ hứng lên cứ tát vợ thoải mái vậy? Rồi Hội Thánh có bao giờ mà đi ra chợ rồi thì bêu riếu chồng không? Sao mình cứ bêu riếu chồng mình vậy? Nếu mà thực sự mình coi cuộc sống hôn nhân của mình là dấu chỉ. Dĩ nhiên là nó có những cái khó khăn, thử thách. Nhưng mà ở đây này, khi ta trở về với mặc khải của Thánh Kinh đó, thì ta thấy cái cội nguồn nó nằm chỗ nào. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện. Như một ngôi nhà, gia đình ta bền vững đêm sau. Ba là chiếc cột đỡ nâng giữa trời giông bão. Chiếc mái chở che giữa nắng soi mưa xa. Con là chúng chim hạnh phúc suốt ngày mùa ca. Như chim kia có tổ, như con chim có hàng. Để con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho cha quê.
xin cho mẹ an lành. Con ngoan hiền hiếu nghĩa, hạnh phúc dâng ngập tràn. Ngày xưa, một cặp vợ chồng nọ đã phải gặp thần chết. Vị thần chết nói, hai người các ngươi chỉ có thể sống một người. Vậy các ngươi hãy oản tù tì, người thua thì phải chết. Hai lần oản tù tì trước đó, cả hai vợ chồng đều ra giống nhau. Đến lần thứ ba, người chồng lại thua. Thần chết thở dài và nói, vốn dĩ theo luật của ta, nếu như các ngươi ba lần đều giống nhau, ta sẽ thả các ngươi ra, không muốn phải dùng đến lần thứ tư để phân thắng bại. Nghe xong, người vợ ôm lấy người chồng khóc lóc rằng, đã nói là ba lần đều cùng nhau ra búa, vậy tại sao lần thứ ba tôi ra cái kéo, thì anh lại ra cái bao? Quý vị và các bạn thân mến, có khi nào gia đình chúng ta rơi vào cảnh bất tuân của gia đình trong câu chuyện trên đây không? Sự ích kỷ tính toán hơn thiệt đã làm chia ly gia đình. Bởi một khi người chồng hay người vợ không biết vâng phục lẫn nhau, để cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình, mà chỉ đi tìm sự tính toán với người khác, thì cuối cùng họ trở thành nạn nhân của sự tính toán ấy. Khi bước vào đời sống hôn nhân gia đình, Thiên Chúa mời gọi mỗi người hãy biết vâng theo ý Chúa và vâng phục lẫn nhau. Hành động vâng phục luật lệ của Thiên Chúa qua luật Mô-xê của gia đình trẻ Giu-se và Maria hôm nay nơi đền thờ Jerusalem trở thành tấm gương sống động cho các gia đình trong việc tuân phục. Trong gia đình, khi vợ chồng vì kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau, có nghĩa là chồng nói vợ nghe và vợ nói chồng nghe, thì gia đình ấy tìm được sự đồng thuận và hiệp nhất. Đó là sức mạnh giúp họ vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời, để không ngừng tin tưởng nhau hơn, gắn bó với nhau hơn và yêu thương nhau hơn. Về tinh thần vâng phục trong hôn nhân, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô dạy rằng, người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Cũng vậy, người chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình vậy. Hơn thế nữa, khi vâng phục luật lệ của Thiên Chúa, Thánh Giuse và mẹ Maria đã nhận ra ơn gọi và sứ mạng của con mình là Hài Nhi Giê-xu. Hài Nhi Giê-xu là ánh sáng chiếu soi mọi người, mọi dân tộc, mọi gia đình. Ai để cho ánh sáng của Hài Nhi Giê-xu soi dẫn, sẽ tìm thấy sự vui mừng và ơn cứu độ. Cũng vậy, người chồng cần ánh sáng của người vợ để hoàn tất vai trò và sứ mạng làm chồng của mình. Người vợ cũng cần ánh sáng của người chồng để chu toàn thiên chức làm vợ và làm mẹ của mình trong bao dung và chăm chỉ. Cả hai cần ánh sáng của Chúa Giê-xu để biết yêu thương nhau và giáo dục con cái nên người và nên con Chúa. Nhờ ánh sáng của Chúa, họ giúp nhau sống các giá trị hôn nhân Kitô giáo cách sung mãn trong cuộc đời của mình. Quý vị và các bạn thân mến, khi vợ chồng vâng phục lẫn nhau thì cả hai đều thấy mình có giá trị. Cả hai đều có thể giúp ích cho nhau
và sẽ vui vẻ cùng nhau gây dựng hạnh phúc gia đình chung. Do đó, vâng phục là một trong những yếu tố quan trọng giúp xây dựng một gia đình hạnh phúc vững bền. Lạy Chúa là ánh sáng của gia đình chúng con. Nhiều lúc gia đình chúng con bước đi trong bóng đêm của sự bất hòa, phản bội và bất tuân. Xin hãy chiếu ánh sáng dịu hiền và yêu thương của Chúa trong gia đình con, để chúng con biết nhận ra ý Chúa mà vâng phục, nhận ra ý nhau để cùng nhau hoàn thiện, để mỗi ngày chúng con giúp nhau sống tình yêu hôn nhân cách tròn đầy. Amen. Như một khu vườn, gia đình ta rực rỡ đèn sáng, nắng mưa rải rầu, kìa cha của cây buôn rơi, từng giọt long lanh đắng trên đôi vai người mẹ yêu, cho từng bước non vụt lên cho ngàn cánh hoa. Như trên kia có tổ, như con chuồn có hà. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.